Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất được ưa chuộng và rất là ngon nha các bạn. Đó là món chân gà ngâm sả tắc. Ăn rất là giòn và ngon luôn các bạn. Mình cùng vào bếp nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình 8 cái chân gà. Chân gà các bạn mua về mình chặt móng đi nha các bạn. Sau đó các bạn rửa sạch bằng nước muối và nước chanh nha các bạn. Mình để ráo và mình cắt ra làm đôi nha. Mình cắt ra làm đôi cho nó dễ ăn nha các bạn. Và một số gia vị đi kèm cùng có tắc nha các bạn. Tắc thì ở đây mình làm 4 trái nha. 4 trái tắc nè. Ớt nè. Sả nè. Sả thì các bạn cắt cái phần cuống. Các bạn sắc nhỏ ra. Rồi còn một cái phần ở đầu lá thì các bạn sắc sợi nha các bạn. Rồi một ít lá chanh nha các bạn. Lá chanh mình cũng cắt sợi luôn. Và gừng nha các bạn. Một số gia vị đi kèm nữa là gồm có 2 thìa giấm nha các bạn. 300ml nước mắm. Có hạt nêm, đường và bột ngọt nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi luộc sơ phần thịt, phần chân gà nha các bạn. Mình sẽ bắt lên bếp một nồi nước và mình cho chân gà vào. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 2 lát gừng và một ít sả nha các bạn. Sả các bạn cắt khúc nha. Và mình cho vào đây độ 3 thìa rượu nha các bạn để cho nó khử cái mùi tanh của gà nha. Bây giờ mình sẽ luộc gà sôi lên. Các bạn chỉ cần luộc sôi trong vòng 5 phút thôi nha các bạn. Chân gà của mình thì chân gà công nghiệp nên rất là nhanh chín. Và các bạn lưu ý là các bạn lấy sẵn cho mình một tô nước cho bạn. Các bạn ngâm đá vô đó rồi các bạn vớt chân gà vô. Rồi sau đó mình rửa sạch để ráo nha. Bây giờ mình sẽ đi làm phần nước mắm. Để mình ngâm cùng với gà nha các bạn. Các bạn bỏ vô 300ml nước mắm. Và một thìa muối nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 3 thìa đường. Và 2 thìa giấm nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 300ml nước nha các bạn. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp lên, sau đó mình sẽ bỏ lên bếp. Mình đun sôi nha các bạn. Mình đun hỗn hợp nước mắm đường này cho nó sôi lên rồi mình để nguội nha bạn. Các bạn lưu ý là mình để cho thật nguội nha. Cho nó nguội hẳn nha. Phần nước mắm mình đã đun sôi rồi các bạn, mình đã đổ ra tô và bây giờ thì nước mắm của mình đã nguội rồi nha các bạn. Mình sẽ cho tất cả các gia vị vô. Đầu tiên là mình cho sả nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho phần tắc. Tắc thì một trái tắc thì các bạn có thể cắt ra làm 3, làm 4 nha các bạn. Mình không nên cắt mỏng quá nha. Mình sẽ cho lá chanh vô các bạn. Sau đó mình sẽ cho ớt. Và gừng nha các bạn. Gừng thì các bạn đã cắt ra, mình đã sắc sợi nha. Bây giờ phần hỗn hợp của mình đã xong rồi các bạn nè. Hỗn hợp mắm, đường, tắc, sả, ớt, lá chanh, gừng. Phần mắm đường này các bạn có thể tùy chỉnh sao cho nó vừa ăn nha các bạn. Các bạn ăn cay thì các bạn có thể cho thêm ớt vào. Phần chân gà mình đã luộc xong, mình ngâm vào nước lạnh và mình để ráo rồi các bạn. Mình đã bỏ vô tô. Và bây giờ mình sẽ đổ phần hỗn hợp nước mắm đường sả tắc vào nha. Các bạn lưu ý mình canh làm sao để phần nước mắm đường sả tắc này nó ngập phần chân gà nha các bạn. Để cho phần chân gà của mình nó thấm đều gia vị và nó ngon hơn nha. Mình sẽ ngâm trong vòng 1 tiếng nha các bạn. Mình ngâm trong vòng 1 tiếng là mình có thể mang ra sử dụng. Để ngon hơn nữa thì các bạn nên đổ vô cái hũ và mình bỏ trong tủ lạnh nha. Để trong đó vài tiếng để cho nó có độ lạnh thì phần chân gà của mình ăn nó sẽ giòn và ngon hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thích hãy đăng ký, ủng hộ kênh cho mình nhé.